ngay đường phố thật yên bình. Ha 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 ha. Con bồn cầu dám làm loạn à? Ý cảnh sát camera chạy. Đứng lại mau, thằng bồn cầu gây rối trật tự. Hừ hừ, mệt quá, phải tìm chỗ trốn thôi. À, trốn ở đây được nè. Đáng ghét, rõ ràng thấy nó chạy hướng này mà ta. Ha ha ha, đồ ngu. Các bạn hãy chia sẻ để bồn cầu bị bắt nha. Phát hiện được mày rồi nhá bồn cầu, có giỏi thì chạy nữa tao coi. Ha em chị ơi, hu hu hu.